要惊叹。xin chúc mừng Thế Quang, Kiều Anh, cô gái rất tài năng của chúng tôi lại buộc phải bước vào vòng loại trực tiếp.Rồi nghe nói khóc dữ lắm không? Dạ khóc xíu. Xíu à, nghe nói khóc nhiều lắm. Có à, lấy lại tinh thần lại chưa? Dạ. Dạ. Rồi sao nhìn không thấy chắc chắn gì hết vậy? Dạ, em đầy đủ tinh thần rồi. Ok, được không? High five đi. Cái tuần này anh có một cái bí mật cho em. Sao lòng em vẫn cứ luôn chờ mòTrong suốt ngày suy cô đơn bước đi một mình em thôi. Xin chào, chào anh, chào anh Linh. Nghe phong phanh quá, đang tập bài của tôi không? Đúng rồi. Cảm giác với cô gái này đầu tiên là hơi rụt rè này, hiền dịu này.Kiểu mà khi mà tiếp xúc với cả mẹ chồng thì sẽ là con chào mẹ, con chào mẹ, con sợ mẹ. Đã bị bỏ người yêu bỏ rồi chưa? Đúng một lần. Đúng rồi. Tại vì nếu mà bị bỏ rồi ấy, thì chắc chắn là sẽ hát rất là đúng với cảm xúc của bài này. Tại vì là nốt trầm về rất là đau và nốt cao rất là cào xé. Thật lòng muốn hỏi người một câu.Như khi bắt đầu là phải hát to nhỏ thì khán giả mới ấn tượng được. Hai bài nó đồng nghĩa là sẽ có hai quãng cao mà bạn sẽ phải xử lý, và đồng nghĩa là sự mệt phải mệt hơn gấp đôi đó. Tìm rất đau, thật lòng
Hoan. Wow. Thật sự là đứng ở trong cánh gà tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cảm giác đầu tiên là vô cùng hồi hộp, bởi vì trong tất cả chúng ta ai cũng biết giọng hát của Hương Tràm như thế nào rồi, phải không ạ? Tôi cứ lo Hương Tràm nuốt chửng em kia mà của tôi. Oanh ơi, hôm nay em đã làm rất tốt và có cảm giác như là Hương Tràm đã nâng được giọng hát của em cao hơn. Và một lần nữa chúng ta hãy vỗ tay vì Hương Tràm đã cùng đến đây với Kiều Oanh. Cảm ơn anh Tùng rất nhiều. Điều tiên cho phép em xin chào ban giám khảo đáng kính cũng như là tất cả quý vị khán giả tại BR Star ngày hôm nay. Cứ như đi thi nhỉ? Cứ như đi thi. Hôm nay quay trở lại một sân khấu cũng để dự thi, hay nói đúng hơn là để hỗ trợ cho một thí sinh dự thi. Thì Tràm có cảm xúc giống như mình đi thi không? Điều đầu tiên đó là Tràm thực sự rất hạnh phúc bởi vì Oanh còn làm tốt hơn cả lúc tập nữa. Không có thời gian nhiều để tập cùng Oanh. Nhưng mà ấy, Oanh hôm nay Oanh làm Tràm tự hào rất là nhiều. Nhìn cô bé này thì Hương Tràm nhớ đến cảm giác mà 5 năm trước mình đứng trên sân khấu của The Voice. Và không biết là đối với mọi người thế nào, tại vì Hương Tràm là người xuất phát từ cuộc thi về giọng hát, cho nên Hương Tràm vẫn thiên về muốn các bạn là hoàn thiện giọng hát mình đầu tiên trước khi mà các bạn chuyển sang về phần vũ đạo. Cho nên là với cô gái nội lực này thì Hương Tràm mong rằng cô gái nội lực này sẽ làm nên điều gì đấy trong cuộc thi BR Star ngày hôm nay. Đấy. Đấy là may là Hương Tràm đã thành danh từ 5 năm trước nhá. Chứ 5 năm trước mà có Kiều Anh thì chưa chắc ai thắng à. Và đương nhiên rằng là một trong những điều quan trọng nhất đó chính là Hương Tràm đã tạo ra một thử thách ngay từ đầu cho chương trình. Đó chính là Hương Tràm dành rất ít thời gian cho Kiều Anh. Nhưng mà bạn ấy đã biến cái phần yếu đó trở thành điểm mạnh. Hương Tràm đã nâng giọng hát của bạn ấy ngày hôm nay, nâng toàn bộ khán phòng lên, và đặc biệt là chị đẹp. Hình như là chị quên luôn cả phần bấm bởi vì là chị quá xúc động với phần biểu diễn này, đúng không ạ? Phải nói là không, trước tiên là chị rất là cảm ơn Hương Tràm ngày hôm nay có mặt ở đây. Cô bé càng ngày em càng đẹp và em càng hát hay. Mong rằng là Hương Tràm sẽ luôn luôn mỗi ngày nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả dành cho Hương Tràm. Và thật sự là đây là một cái sự kết hợp phải nói là rất là hoàn hảo đấy. Hai bạn là hai thế mạnh hoàn toàn khác nhau. Giọng Tràm thì dày và đầy, giống như là một cái ngọn lửa hừng hực để cháy. Còn giọng của Oanh thì lại như một cái làn gió nhẹ lướt bay vào, bay bổng và khẽ lùa vào những cái sự mà mạnh mẽ của Tràm, cho nên tạo nên một cái âm thanh rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và Hương không biết nói gì hôm nay khi mà xem cái tiết mục này thì Hương thật sự là Hương rất là phấn khích, và Hương suýt nữa thì là không bấm chọn rồi. Và có lẽ là hôm nay Oanh đã làm được cái điều mà khiến cho mọi người ở đây sẽ yêu mến em, cũng như là khán giả sẽ yêu mến em hơn. Em phải luôn luôn cảm ơn Tràm đã giúp đỡ em trong tiết mục vừa rồi nha. Hai vị giám khảo nam thì sao ạ? Ở trên sân khấu tôi cảm thấy hình như là sự quyến rũ nó tăng lên, không phải là gấp đôi mà gấp 10 lần, phải không ạ? Bởi vì Tràm đã giúp cho Oanh thể hiện rất là tốt cái sự quyến rũ từ trong giọng hát của mình. Tuliver. Lúc nãy có quay ra bảo với anh Linh đúng hai từ thôi là xuất sắc. Yeah. Ủa vậy thôi hả? Vậy thôi, tới dương cất lên. Chứ là vậy lên rồi, cho nên nghĩ là hai chữ luôn đi, cho nó nhanh. Đó. Hai, ba. Không, thì nói nhiều chữ hơn xíu. Có ngôi sao đứng kế bên á, hai thí sinh vừa rồi mình thấy rõ ràng là họ, coi như là họ truyền đạt được cái những kinh nghiệm này, cái đam mê này, cái mà ngôi sao cần thiết. Và tất cả thí sinh bây giờ chắc chắn là đêm nay là sẽ coi như là học hỏi được rất là nhiều, nhưng mà và sẽ trình diễn tốt hơn luôn. Tại vì là khi mình có một người mà giỏi hơn mình đứng cái bên là tự động mình cũng phải giỏi theo, và cái đó là cái lý do tại sao mình sẽ luôn luôn làm việc với những người mà giỏi hơn mình. Đó là, và hôm nay Kiều Anh, cái giọng ca của em trước đây là em đã hát hay rồi, nhưng mà hôm nay là anh chưa có nghe em hát hay như hôm nay luôn. Wow. Thế cho nên cứ tưởng rằng là có phần xuất hiện của ngôi sao thì thí sinh sẽ bị lép vế, nhưng thực ra thì các ngôi sao đã rất biết cách để hỗ trợ cho các thí sinh của chương trình bay cao bay xa hơn. Một lần nữa cảm ơn Hương Tràm rất nhiều. Oanh. Oanh ơi, tuần trước thì bạn có vẻ có rất nhiều áp lực, đặc biệt là sau khi mà bạn cảm thấy mình chưa thành công ở phần thi đầu. Ngày hôm nay khi mà đứng bên cạnh Tràm thì bạn còn cảm thấy mình bị áp lực nữa hay không?
Em cảm thấy là em đứng bên cạnh Tràm thì em tự tin hơn. Tại vì Tràm là một cô gái mà khi nhìn vào Tràm thì thấy Tràm là tự tin 200% luôn á. Nhìn vào Tràm là thấy Tràm tự tin, nên là em đứng với Tràm em bắt buộc phải tự tin như thế này rồi. Trông Tràm thế thôi mà chân đánh sai nhịp đấy. Và chắc chắn là khán giả hâm mộ của cả Oanh và Tràm đều đã bình chọn cho tiết mục vừa rồi, cũng như là ban giám khảo vàng của chúng tôi, phải không ạ? À? Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời chia tay Hương Tràm cùng với Kiều Anh để cùng đến với những cặp thí sinh sau của chương trình. Bên cạnh Hương Tràm thì em cảm thấy là em chỉ tự tin hơn thôi, tại vì em nghĩ Tràm là một ngôi sao và Tràm sẽ có thể tỏa sáng và tỏa sáng luôn cả em, nên là em rất tự tin. Hương Tràm cảm thấy là Kiều Anh rất là bất ngờ, bởi vì Kiều Anh làm tốt hơn rất nhiều những lúc mà Tràm với cả Kiều Anh tập. Hương Tràm có ra một thử thách đó là không có tập cho Kiều Anh nhiều, nhưng mà cô bé này rất là sáng tạo và rất là biết cách xử lý ca khúc. Và Hương Tràm rất tin vào giọng ca này sẽ làm nên chuyện trong BR Star năm nay. Và mong rằng với sự hỗ trợ của Hương Tràm tối nay thì Kiều Anh sẽ chiến thắng đêm nay nhá.